sáng thứ bảy ngày 7 tháng 1 tôi mừng khai trương 7 siêu thị điện máy: Mediamart Lệ Thủy, Mediamart Phú Yên, Mediamart Định Hóa, Mediamart Trần Duy Hưng, Mediamart Hoàn Lão, Mediamart Nguyễn Thái Học, duy nhất 3 ngày vàng từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1. Quà tặng đầu ngày mừng khai trương, chỉ với đơn hàng bất kỳ 300.000 đồng, tặng ngay 300 phần quà trị giá 1.690.000 đồng, gồm nồi chiên không dầu, nồi cơm điện, bình siêu tốc. Giờ vàng giá sốc mừng khai trương, bình siêu tốc inox 1.8 lít Kipo giảm 56%, giá siêu sốc 68.000 đồng. Máy xay tinh tố Sơn Hào giảm 43%, giá siêu sốc 268.000 đồng. Nồi cơm điện 1.8 lít Sơn Hào giảm 46%, giá siêu sốc 299.000 đồng. TV LED 32 inch Coax giảm 50%, giá siêu sốc 1.990.000 đồng. Nhân dịp này, Mediamart mang đến chương trình khai trương lớn giảm giá lớn đến 70%. Smart TV 4K 55 inch LG giảm 47%, giá sốc 10.990.000 đồng. Tủ lạnh Samsung 236 lít giảm 27%, giá sốc 5.690.000 đồng. Máy giặt lồng đứng Aqua 8kg giảm 20%, giá sốc 3.990.000 đồng. Đèn sửa nhà 83 bóng Roller giảm 50%, giá siêu sốc 550.000 đồng. Laptop Asus ExpertBook giảm 38%, giá siêu sốc 7.990.000 đồng. iPhone 11 128GB giảm 21%, giá siêu sốc 11.890.000 đồng. Đặc biệt, Mediamart miễn phí giao lắp, bảo hành model 1, trả trước không đồng, trả góp lãi suất 0%.